Đây, bắt đầu lắp đi cô đây. Đây, đây là bộ kích cá đầy đủ nhá. Khi lắp ấy thì anh lắp như này. Đây, nó lắp cái cọp bên phải này trước. Đấy, cái cò màu xanh này. Đấy, đây là vị trí vào này. Rồi, cắm cò nữa. Đây, cò nữa. Đấy, cò thì cắm vào vị trí. Cắm bên trên, cắm bên trên em ơi. Cắm nhầm vào chỗ đấy vỡ mồm nhá. Đây nhá, vị trí cò và vị trí sạc hai lỗ giống nhau nhưng phải cắm lỗ trên đấy, nó lỗ cò nhá, cắm xuống lỗ dưới là thôi đấy. Nát người đấy. Rồi cái bên kia nữa. Đây có hai rắc. Đây nhá, nhìn dưới. Nào, khoan lên đi cô, khoan lên đi. Lên đi. Đây, từ từ, rồi đứng yên đây. Đây, kiểm tra. Đây em, phía mạng bên phải của nó ấy, thì có bao gồm có hai rắc này, hai rắc có thể sạc điện vào đây này. Hai rắc to, hai sắc điện. Cầm lên rất nhỏ bên này là sắc nó cắm sạc này. Đây đồng hồ hiển thị này. À, đang hiển thị phần trăm này. Đang là 13.4V, 14%. Cái được, cái quả pin này, quả pin là pin Ni44 nhá. Pin NFP nhá. À, đây, mình quay quả pin trước. Pin NFP 12V 45A, cell 4S2P. Cell pin 3.2V 15A, sử dụng một mạch. Đây, nó là một mạch xả 100A và một mạch cân bằng 6A. Đây, đây là phần, đây là cổng sạc nhá. Cái hai cái này có thể lấy điện ra để dùng chạy quạt được. Quả pin này cũng thể có tích điện được. Trên này công tắc khởi động này, nó là một con automatic này. Rồi nhá, bây giờ mình sẽ khởi động lên nhá. Rồi, khởi động lên thì quạt nó không chạy, khi nào ấn cò, thử ấn cò đi cô. Đấy, có tiếng hú là bắt đầu có quạt chạy. Bên trong là bố trí hai quạt. Đây là cổng phụ ra này, đây là quạt này. Rồi, và tiếp theo nữa, về đến phần setup. Ôi, từ từ cái này. Rồi, phần setup ở bên này có hai công tắc chỉnh nhá. Cái công tắc này là công tắc lông và sâu. Khi số 0 ấy là lông, số 1 là sâu. Cái này, ở đây có hai lúp. Khi ở vị trí ở thứ màu xanh này là chỉnh băm sung. Còn cái màu đỏ là chỉnh tần số. Khi chỉnh ấy, bây giờ phải thực sự là do người đánh. Mỗi người có một cách đánh một kiểu. Mình hay để là băm sung là để 5 số 5 này. Tần số để số 5. Để số 3 khi bắt ca trắng. Để số 7 khi bắt rô phi. Mình để số 7 nhá. Băm sung được không này. Để chế độ sâu này. Rồi, ok. Thử đi cô đây. Đặt xuống nước thử này. Đây, từ từ để xuống trước. Đấy, thử đi. Để vào xa xa ra. Úi giời, chết cứng. Đấy, bắt lên nó. Con gì đấy, con sô giòn này. Một con cá, rô phi, con. Đây nhá, giữ. Nào, cứ giữ dưới nước đi, để anh thử mạnh. Giữ lì vật đi. Đấy nhá. Đấy, đây là chế độ lông này, đây là chế độ sâu này, khi mà tăng tần số này, đây là tần số tăng mắc này, đây là băm sung này, đó. Rồi, ok, nó thử thêm vài lượt nữa ngoài này đi, thử ra được chỗ kia này. Hôm nay là đi thử máy rồi. Thôm nhỉ, đánh tách. Sông thì sẽ có cá đấy. Cá nhận. Ui, còn cả con này thì có gì. Thôi rồi, ok. Mọi người có nên có nhu cầu muốn mua kích thì hệ mình nhé. Đây là một cái cá đủ. Đưa cái tổng thể đang vòng. Rồi, ok.